Đây là vòng thứ hai mang tên định vị rất là khó khăn. Chúng ta chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi nữa mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau loại đi một người nữa. Và câu hỏi là số tư duy 2. Tư duy số 2. Câu hỏi tư duy số 2 là một câu hỏi hình. Hãy cho chúng tôi biết đây là từ khóa gì. 30 giây trả lời bắt đầu. Đủ hình bắt chữ á. Xong. Dễ đúng không ạ? Chắc là tự dưng à. Hết giờ. Mời Vicky Nhung. Đáp án của bạn là? Em không nghĩ ra được cái gì cho cái này. Không nghĩ ra được. Em nhìn vào hình này em thấy cái gì? Chim ly. Ngộ nghĩnh nhờ. Chim cốc. Thôi bỏ qua bên đi, mời Tia hai nhau. Dạ, câu trả lời của em đó chính là chim sơn ca. Yeah, có cùng đáp án với Hiếu không? Cùng luôn đúng không ạ? 10 điểm cho Tia Hải Châu và Lê Thiên Hiếu. Vicky Nhung ơi, anh lấy của em 5 điểm nha. Vậy là chúng ta đã khép lại vòng 2. Ngay bây giờ phải loại đi một người nữa. Hãy sử dụng chiến thuật của riêng mình để là người chơi chiến thắng ở vòng sau. Ba người không có biết loại ai luôn á. Xin mời ba người chơi nhắm mắt lại. Xin mời Tia Hải Châu đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Cảm ơn Tia. Xin mời Lê Thiện Hiếu đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Mời Vicky Nhung sẽ lựa chọn đâu là người mình muốn loại. Cảm ơn. Vậy là người bị loại đã có. Thế mới thấy gia phả của chúng ta, tình yêu nó bị rạn nứt như thế nào. Không có đâu ba. Chia tay cùng với Lê Thiện Hiếu. Bạn đã nhận được hai sự bình chọn của Vicky Nhung và cả Tia Hải Châu nữa. Mặc dù là người bạn rất thân nhưng vẫn chị em đầu tiên. Chia buồn với Lê Thiện Hiếu.